Sắp sự thi cháu thấy hồi hộp không? Thấy à, hồi hộp một chút mà. Vui. vui vậy. Phan Đại Nam kính chào quý khán giả, kính thưa quý vị. Hôm nay là sáng ngày thứ Bảy, 4 tháng 5, 2024. Chúng tôi đang có mặt tại buổi thi toán do Hội chuyên gia không gian Việt Mỹ tổ chức tại thành phố Washington, Nam California. Và chúng tôi xin giới thiệu kỹ sư Tạ Trung, Chủ tịch Hội chuyên gia không gian Việt Mỹ. Thì cái chương trình này, chương trình cuộc thi toán Moscow Cao này do VAPA tổ chức, chúng tôi tổ chức vào năm đầu tiên là 2017 và được 3 năm. Thì vì vấn đề Covid quý vị cũng biết cho nên phải phải bị đình hạn. Và cho đến ngày hôm nay thì chúng tôi tổ chức đây là lần lại lần thứ tư. Cái lý do mà chúng tôi chức là thế này, tại vì kính thưa quý vị thì chúng ta cũng biết con em học sinh Việt Nam chúng ta rất là giỏi toán và khoa học mà những anh em chúng tôi làm việc trong ngành quốc phòng và không gian của Hoa Kỳ là những người kỹ sư, những người những nhà khoa học và những manager chúng tôi làm việc cả mấy chục năm trong ngành, thì chúng tôi muốn con em của mình cũng phải tiếp tục cái truyền thống mà có thể trong tương lai các em sẽ tiếp tục con đường mà chúng tôi đang đi để mà phục vụ cho đất nước Hoa Kỳ chúng ta trong ngành quốc phòng và không gian của Hoa Kỳ, thì uh, chúng tôi bà như chúng tôi trình bày là bắt đầu tổ chức chương trình này từ năm 2017 uh, với mục đích là chúng tôi thật sự chúng tôi tổ chức tại các học khu tại vùng Orange County nhưng mà trọng tâm chúng tôi vẫn khuyến khích các em trong cái vùng lý Đức Sài Gòn chúng ta, những con em người Việt chúng ta để mà các em đi thi để mà tiếp nối con đường mà của chúng tôi đang phục vụ. Đây là cuộc thi toán dành cho các em cấp 2, có nghĩa là từ lớp 6 cho lớp 8. Thì chắc có lẽ quý vị cũng thắc mắc tại sao là cấp 2 mà không phải là cấp 3 chẳng hạn như vậy trong các em trung học hay là tiểu học như vậy. Thì chúng ta cũng biết là theo những cái nhà mà giáo dục đó, những nhà giáo dục họ nói là cái cấp 2 là rất là quan trọng tại vì trong cái buổi tuổi này các em sẽ chuẩn bị lại cho mình cái định hướng cho mình trong tương lai là các em sẽ quyết định là các em sẽ trở thành những người kỹ sư những nhà luật sư hay những nhà bác sĩ thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái thời điểm này các em nếu mà khuyến khích các em à, cho các em biết với môn toán làm cái môn rất là thích thú rất là thú vị và không có cái gì khó khăn như các em mà chúng ta các em nghĩ thì à, trong tương lai các em sẽ khi mà lên cấp 3 đó à, lên bắt đầu trung học cấp 3 thì các em sẽ chuẩn bị cho mình trở thành những người kỹ sư trong tương lai, thưa anh. Yeah. Francis Nguyễn Thế Thủy, Chủ tịch Học khu Westminster, xin kính chào tất cả quý vị tù uh, SPTN. Đây là một cái niềm rất là vui cho Thế Thủy, tại vì trong những năm vừa qua, Francis Nguyễn Thế Thủy uh, đã cố gắng thành lập một cái chương trình song ngữ Việt-Mỹ trong Học khu và nay đã hoàn thành. Thì có những phụ huynh, có những người thắc mắc trường, những trường ở trong học khu West chỉ học tiếng Việt hay mà không à, chỉ có tiếng Việt mà không có để ý tới toán, à, khoa học hoặc là vấn đề nghệ thuật nhưng không chúng tôi là toàn diện mọi phần và đây là một cái chương trình rất là hay để giúp cho các con em của chúng ta à, học toán ở trong trường mà có cơ hội đi thi và nhận giải của VAPA đây là một cái việc mà học khu web sẵn sàng hỗ trợ nhiều mặt. Dạ vâng, vấn đề um, thi toán hoặc thi bất cứ những gì liên quan trong tới học trường chúng tôi đều hỗ trợ. Uh, tháng hôm nay thì Francis thế trụy có nhắc đến các em, cho dù có giỏi toán, có giỏi um, khoa học, có giỏi về nghệ thuật, nhưng mà tiếng việt phải biết nói tiếng việt, phải đọc được tiếng việt và những thứ đó cộng chung lại thì con người mới hoàn hảo văn võ vẹn toàn cái cuộc thi này các em chỉ dựa vào những cái môn học. chúng tôi không có muốn em phải mất nhiều thời giờ à, để mà phải tập luyện hay là à, mất thêm thời giờ thì cái đây là cái trình độ mà rất là phổ thông rất là tổng quát thì nó tóm lại là cái cấp mà cao nhất vẫn là cái cấp đại số thưa anh cái cấp đại số hay là cấp uh, số học đại số thì nói chung là có nhiều em rất là giỏi phải nói chúng tôi rất là ngạc nhiên không ngờ những em lớp 6 hoặc là lớp 7 mà có thể là nó giỏi hơn những em lớp 8 nữa thưa anh nha đây chúng tôi có lẽ cũng nói phần thưởng để là à, sau khi mà trong cái cuộc thi này thì anh cũng nói anh biết là có hai là hai cái kỳ thi. Kỳ thi thứ nhất là cái các em có 30 câu hỏi thì các em thi trong cái trình độ chúng tôi đặt câu hỏi và chúng các em làm việc chung với nhau. Thì chúng tôi sẽ cuối cùng chúng tôi tuyển chọn lại 16 đội là có điểm cao nhất để mà vô vòng cái vòng thi mà đối với đối với học giống như đấu với nhau đó quý vị cũng biết NCWA đó là đấu vòng loại thì cuối cùng các em cái vòng thứ hai là đấu vòng loại là các em sẽ bốn cái đội mà giỏi nhất các em sẽ đấu chúng tôi sẽ có là đội hạng nhất hạng nhì hạng ba tư tại đó là bốn đội sẽ được phát giải thưởng cái giải thưởng hạng nhất đó thì các em có tiền mặt cash là chúng tôi có tiền mặt thưa anh các em rất là ngạc nhiên những năm đầu tiên các anh nói rồi thường thường là có trophy có cái medal nhưng mà chúng tôi cũng tặng các em tiền mặt là giải thưởng hạng nhất là 400 đô la có cái trophy cũng có medal cái giải thương thứ nhì là 300 đô la rồi cái cái trophy nhỏ hơn chút xíu và có cái medal và cái giải đường thứ ba đó là 200 đô la cộng cái trophy và medal và giải thưởng thứ tư là ăn ủi là medal thưa anh và tất cả những cái em dự thi hôm nay đều được cấp bằng là tướng lệ rất là bạc participation mọi chi tiết để phụ huynh có thể liên lạc với hội chuyên gia và dạ, quý vị có thể liên lạc với số của chúng tôi là tà trung 714-642-9590, 714-642-9590. Phong Đại Nam tường trình cho SPTN từ thành phố Westminster, Nam California. Thank